thì lúc đấy là như thế nào, em phải mô tả lại không? Và lúc đấy là tầm 6 giờ 25 phút thì là em có nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc lên, thì em mở cửa em chạy ra. Em chạy ra thì em cứ nghĩ là trộm xe nên em chạy xuống dưới nhà. Thì là lúc ấy hoảng quá nên là em sợ quá, em thấy vẫn thấy xe mình đấy, em lại chạy ngược lên để chạy vào trong phòng. Thế một lúc sau lại thấy thầy cầm một cái cây sắt thôi, cái cây sắt Thầy mà nào? mỏng mỏng. Thầy nào? Thầy Tùng. Tức là thầy đấy liên quan gì hả em? À không, thầy đó là lúc ấy là các bạn đó hét lên, các bạn xuống kêu rồi, xuống kêu nên các thầy chạy lên là để hỏi xem là thằng ấy lên đấy để làm gì. Thế xong thầy lên thì lúc thầy lên thì đã thiệt mạng các bạn Thế đấy. em có đối mặt với cả cái đối tượng được không? Không, em không đối mặt, bởi vì là khi mà hai bạn bị thì là mới đầu là có cãi nhau, em nghe thấy là cũng là có cãi nhau. Thì là bạn nữ vẫn nói một câu là mày định cầm dao xiên tao à. Em Thế vẫn nghe rõ câu đấy à? bạn phòng đấy kể lại ạ, bởi vì là lúc đấy là xong bạn ấy bảo là các bạn ấy sợ quá, các bạn là đi có cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi nhau chứ không cãi nhau này. Em có biết lý do cãi nhau không? Em cũng không rõ lý do mà em chỉ biết là các bạn ấy chia tay 2 tháng rồi. Thế sau đó nữa thì như thế nào? Lúc mà em thấy chạy lên thì là Em cái chạy vào phòng thì lúc thầy lên thì là các bạn ấy đã bị đâm rồi. Thế xong thằng ấy là nó cái lúc mà nó tự đâm mình rồi, nó đâm các bạn xong thì nó vẫn cũng tự đâm đâm nó. Thế là đâm nó đâm xong xong nó lại các bạn kia hoảng quá chạy quá là có chạy ra sân thượng. Một bạn là chạy ra sân thượng. Thế là nó chạy theo. Cho nên là nó chạy theo. Thế lúc ấy nó mất máu nhiều quá, nó còn mới đầu rơi từ trên tầng 5 rơi xuống. rơi Còn rồi. bạn Xuân mà bị đâm đấy là bạn ấy là lúc ấy không kịp chạy, lúc bạn đang còn nằm. Thế là bạn ấy có liên quan, bạn ở cùng phòng không? Có liên quan gì không? Bạn ấy chỉ cùng phòng thôi chứ bạn không liên quan gì trong vụ đấy cả. Thì em thấy cái khung cảnh trong tại hiện trường nó như thế nào? Lúc đấy thì các thầy đã bắt, lúc là các thầy đã chạy lên rồi, còn các bạn chạy xuống gõ cửa, các bạn kia đã thấy chạy xuống gõ cửa bảo là chết rồi chết rồi, gọi cấp cứu đi, có người chết rồi, thằng kia rơi rồi. Thế em lúc ấy là thằng kia rơi xuống đây là em định chạy xuống đây thì các thầy bảo đi lên đi. Thế xong các thầy gọi công an và gọi cấp cứu đến, nhưng mà cấp cứu chắc đây không kịp, chỉ là cứu được mình cái thằng ấy thôi, còn hai bạn kia đã lên lên thì đã chết tại chỗ rồi.